thông báo đến lớp trễ nhưng sợ cô không tin, nam sinh liền gửi kèm clip khiến cả lớp cười bò. Trời ơi, cứu tôi ơi, cứu cuộc đời tôi ơi, cứu cuộc đời ơi, trời ơi. Đối với nhiều nam sinh, việc thông báo đi học trễ hoặc xin nghỉ học đều khiến thầy cô giáo nghi ngờ. Mặc dù đưa ra lý do thích đáng nhưng giáo viên vẫn không tin, cho rằng các bạn đang giả vờ để ngụy biện cho việc lười học của mình. Mới đây, một thanh niên vì rơi vào hoàn cảnh bất đắc dĩ nên đã xin cô giáo đến lớp trễ. Tuy nhiên, sợ cô không tin là mình có lý do chính đáng, anh chàng đã tranh thủ cầm chiếc điện thoại trên tay, giơ lên quay một đoạn clip để gửi kèm, khiến cô giáo không còn một chút nghi ngờ, trong khi đó cả lớp thì được phen cười đau ruột gan. Theo đó, cậu sinh viên đi học trễ là do bị công an bắt xe máy. Trên đường bị cảnh sát trật tự chở về phường, thanh niên nhớ đến tiết học của cô nên đã tranh thủ ngồi sau lưng của chú công an, quay một đoạn video có rõ mặt của mình với khung cảnh bị áp giải về đồn để gửi cho giáo viên. Điều đáng chú ý khi đây không hẳn là một tệp đính kèm để chứng minh cho cô tin, mà dân tình còn bái phục trước sự lạc quan của nam thanh niên, thậm chí phong cho anh là bộ trưởng bộ lạc quan. Một vài bình luận đáng chú ý ở bên dưới video. Không cần xin đến trễ mà xin nghỉ luôn cũng được vì lý do quá xứng đáng. Hình ảnh sắc nét, âm thanh chân thực như thế này thì cô giáo nể phục luôn. Thanh niên kiểu, đi học trễ tôi vô tình có clip để đời lúc nào không hay. Tôi thấy chịu rồi chứ, biết sao giờ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi Tin Nhanh Official. Đừng quên ấn đăng ký để theo dõi nhiều tin mới mỗi ngày nhé.